Hiện nay, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hệ thống phân phối bán lẻ lớn có quy mô toàn cầu không chỉ tạo thêm kênh phân phối nội địa quan trọng cho nông sản Lâm Đồng, mà còn tạo cơ hội để xuất khẩu nông sản vào hệ thống siêu thị bán lẻ đó tại nhiều quốc gia khác. Một số cái tên quen thuộc có thể kể đến như Central Retail, Siêu thị Go, MM Mega Market. Lâm Đồng, với hơn 12.000 doanh nghiệp, đại đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh nông sản và các mặt hàng nông sản chế biến. Chỉ một số ít là đủ tiềm lực xuất khẩu, còn lại hầu như không đủ năng lực và quy mô. Do vậy, các chuỗi bán lẻ toàn cầu chính là cầu nối giúp đưa hàng hóa địa phương ra thế giới, nhanh chóng và bền vững hơn nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng, các cam kết thanh toán và hệ thống phân phối đã có sẵn tại thị trường nước ngoài. Thực tế là em vào tìm hiểu thì với một cái nguồn lực như công ty bên em thì em đang muốn chào vào AEON với lại Central. Tại vì hiện tại thì Central em đang đi em đang đi bên Go nhưng mà lại thông qua một cái thương hiệu khác chứ không phải là thương hiệu chính của công ty bên em. Thì em đang muốn chào trực tiếp thương hiệu chính công ty bên em. Thứ hai nữa là AEON thì cách đây 3 năm lại bên em cũng đã chào vào một lần rồi nhưng mà lại với một dòng sản phẩm khác là sản phẩm dạng mình chế biến ra nấm linh chi, từ nấm linh chi á, thì lúc đó thì em chào vào thì nó không có hiệu quả, tại vì cái sản phẩm của mình nó không có đáp ứng được cái nhu cầu cho với cái siêu thị đấy. Còn cái sản phẩm nấm hiện tại là nấm tươi của bên em thì em nghiên cứu thị trường của các siêu thị thì tất cả đều có nhu cầu và nhu cầu cũng khá là lớn nên là em cũng rất là muốn xúc tiến nhanh. Trước tình hình các thị trường xuất khẩu truyền thống của Lâm Đồng như Mỹ và EU đều giảm nhu cầu mua sắm, việc chuyển hướng kết nối, khai thác các thị trường khác được xem là hướng đi khả quan hơn cho doanh nghiệp, trong đó có hệ thống Central Retail Thái Lan. Việt Nam-Thái Lan có vị trí địa lý gần gũi, giao thông thuận tiện, có thể tận dụng các tuyến giao thông kết nối như hành lang kinh tế Đông Tây, hành lang kinh tế phía Nam để vận chuyển, bảo quản hàng hóa, hợp tác phát triển lĩnh vực logistics. Thái Lan cũng có hệ thống kênh phân phối đa dạng, tạo nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có hàng nông sản Lâm Đồng thâm nhập vào các hệ thống này và đến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Việt Nam, Thái Lan và các nước ASEAN khác cùng tham gia vào nhiều hiệp định, các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương. Điều này không chỉ giúp hàng rào thuế quan đối với hàng hóa của hai nước về cơ bản đã được dỡ bỏ, mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa xuất nhập khẩu, mà còn tạo thuận lợi cho Việt Nam và Thái Lan hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu sang nước thứ ba. Thực ra là cái quan trọng nhất là mình tìm hiểu cái nhu cầu của khách của mình. Mình biết là trong tập đoàn Central mình nó từ đầu năm tới cuối năm là cỡ là 75 triệu người sẽ vô siêu thị. Thì cái quan trọng là mình vô là mình phối với tin tưởng của cái sản phẩm mình để mình có thể mình bán cái sản phẩm mình cho người tiêu dùng. Ví dụ mình có mỗi hồi nào mình biết, mình tin tưởng mình có tất cả giấy đàng hoàng hết rồi đó, là tại sao mình không vô siêu thị được? Mình sẽ vô được với cái điều kiện mình phải đầu tư, mình sẽ nghĩ là marketing không phải mỗi cái kết nối thôi. Mình phải đầu tư marketing, mình phải kể cái chuyện của mình. Phần nhiều đó là công ty là có rất là nhiều, mà cái chuyện để kể cái sản phẩm mình nó là rất là ít. Ví dụ như mấy cái sản phẩm OCOP, cũng là OCOP là mấy cái sản phẩm mà sẽ là công ty nhỏ. Mà phần nhiều đó người ta quên kể cái công chuyện, cái sản phẩm mình nó rất là tốt. Mà mình không có kể cái chuyện đó là người siêu thị đâu có nghe được. Mình mà biết bên siêu thị mà nghe được câu chuyện đó là chắc chắn mình kể lại cho khách của mình được, là từ đó mình sẽ bán được. Bên cạnh tiềm năng từ thị trường Thái Lan và các nước khu vực ASEAN, thì Nhật Bản vốn là thị trường nhập khẩu quy mô lớn nhất của nông sản Lâm Đồng, tới hơn 200 triệu đô la với cơ cấu mặt hàng đa dạng. Năm 2023, với tình hình lạm phát gia tăng, người tiêu dùng Nhật Bản có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao vẫn được ưu tiên tiêu dùng cho nhu cầu thiết yếu. Đây là lợi thế cho sản phẩm nông sản của Lâm Đồng. Công ty Yom Top Value Việt Nam là công ty thuộc tập đoàn Yom với cái trách nhiệm là đưa những cái sản phẩm tốt nhất của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Và các thị trường mà có hệ thống Yom, công ty ưu tiên những cái sản phẩm có chất lượng tốt, đạt được yêu cầu và tiêu chuẩn của hệ thống Yom. Và từ đó thì có thể phát triển, mở rộng ra hơn. Chỉ cần là sản phẩm của các bạn tốt, đạt được tiêu chuẩn thì sẽ cùng với Yom Top Value Việt Nam phát triển và đưa được cái sản phẩm đó sang những cái nước khác và có thể xuất khẩu được. Trong năm 2022, riêng khu vực châu Á, châu Phi, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam qua kênh bán lẻ đạt 182 tỷ đồng. Mục tiêu năm nay là đạt khoảng 210 tỷ đồng để đạt tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 15% trong các năm tiếp theo. Với các điều kiện thuận lợi đã có, doanh nghiệp Lâm Đồng hoàn toàn có thể tận dụng để mở rộng xuất khẩu thông qua các hệ thống bán lẻ toàn cầu.